Đến giờ đu chen, đến giờ đu chen anh em ơi. Hôm nay bạn sẽ được đu chen cùng với idol một cách cực kỳ lắt léo. Đảm bảo không có bạn nào có thể trả lời đúng hết trong video ngày hôm nay. Like để bắt đầu thử tài nhé. Câu 1, nhìn đoạn video này, bạn có đoán ra nhạc số mấy không? Đoán ra, nhạc số 2 có khiến các bạn phải lắc lư theo điệu nhảy không đó? Chị là chị nghe đi nghe lại mấy ngày Tết đó nha. Câu 2, thế đố bạn, đấy là idol nào? Gì cũng có bạn nhận là Quỳnh Bay cho mà xem, nhưng không phải ai dùng filter này cũng là chị Quỳnh đâu. Hạ Nhiên cũng là học sinh của cô giáo Quỳnh đó. Trên nền nhạc cổ nào. Ai đưa em về đến đây, tim em đau như rồi, chân em đã mệt rồi, đúng cũng đã mệt rồi, em vẫn một mình thế thôi. Đêm nay sẽ thật dài, em cũng đã mệt nhoài. Ai đêm lạnh lẽo, vì ai đưa em về đến đây? Chỉ có 10202. Không gặp tăng tốc vắng tốc, cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực. Vẫn cứ căng cực căng cực căng cực. Bắt hai ba con mực, anh yêu em cực, mà chơi tăng lực. Yêu em căng cực, không cho em bực. Yêu em liên tục, em quanh năm. Anh chỉ có 10202. Nghe vậy là biết chọn nhạc 2 rồi đúng không? Dù là nhạc cũ nhưng mỗi lần nghe lại thì bánh cuốn không chịu được luôn á. Nghe đọc đi gọi tên anh tên anh. Em là tin thật lung lay trong anh. Siêu bạch lên đây lung lay lung lay. Anh chỉ có 10202. Trai miền Tây còn gọi là thanh niên chuyên cần. Mỗi khi đi bên em anh thấy tim anh phấn chấn. Anh không muốn có ai
hay bị u mê cái vẻ đẹp này đến nỗi quên cả chọn đáp án đúng không? Đùa xíu thôi, chứ đáp án là nhạc 2 nè. Công chúa này xinh thật đấy. Câu 5, đâu mới là chị Đào Lê Phương Hoa đây? Hoàng tử ngầu như trái bậu, chị Hoa nhà ta lại đu chen Konnichiwa y như gái Nhật. Đúng là idol thì chen gì cũng cần được hết. Câu 6, bà V đang nhảy trên nền nhạc hot trên áo. Đâu là hình của bé Mon nhà chị Mèo nào? Tèn tèn, đây nè, idol cũng chuẩn bị quay tóc tóc giật giật đồ được rồi đó. Vừa hôm nào chị Mèo còn ôm bụng bầu đu chen, mà nay bé Mon đã chạy ầm ầm rồi. Có nhận ra idol này không nhé? Cứ giống giống chị Hoa ấy nhở? Chuẩn luôn chứ còn gì nữa? Bà đam mê đu lại nhạc cổ hay sao á? Của anh Khải Cà Khịa là gì?
sau khi Thánh Hải đổi tên thành Phải Cà Chua, chắc giờ hết cà khịa rồi đây mà. Cà chua luôn cho nó chất nhất cái TikTok chứ. Không cùng vào việc theo mang đi nên tài khoản anh cũng hơi thừa. Ok. Xinh ngoan yêu của anh đâu rồi? Đây rồi. Câu 14, đố bạn nhận ra idol này đấy.